biển mặn. Vậy sao cá thể được dưới biển hả mẹ? Thì ra có đi tè không mẹ? Trẻ con vốn học hỏi từ môi trường xung quanh nên luôn cần nguồn dinh dưỡng thích hợp. Sữa bột cô gái Hà Lan giúp tăng năng lực học hỏi cho bé. Mẹ ơi, con biết rồi. Tè cá đi tè nên nó bị mặn, phải không mẹ? Sữa bột cô gái Hà Lan giúp tăng năng lực học hỏi.